Chào các bạn nha. Hôm nay mình có hai trái dừa ở đây các bạn ơi. Một trái là dừa sữa, còn một trái là trái dừa bình thường thôi. Thôi thì mấy ngày hôm nay thì ở trên mạng có rất là nhiều cái tin về cái vụ dừa sữa này các bạn. Thì để hôm nay mình cho các bạn xem là cái dừa sữa mình làm thế nào để có được nó nha. Thì cũng đơn giản lắm. Tại vì mình ở miền Tây mà. Ở nhỏ tới lớn rồi có bao giờ mà nghe dừa sữa đâu. Đó giờ em có nghe dừa sữa chưa? Chưa, em chưa nghe, mới nghe anh nói hồi nãy đó. Thì bữa trước trên mạng đó, cái trái dừa người ta chặt ra nè, sữa nó chảy ra đó. Có gì đâu à. Đó thì đây là mình quay gần cái trái dừa sữa cho các bạn coi nha. Nè, không có vết nứt nè, cuốn vẫn còn nguyên nha các bạn. Ở đây, ở dưới đít nó thì cũng bình thường, không có bị gì hết nha. Rồi, để nó xuống đi. Còn đây là trái dừa không có sữa. Đó, trái này mình cố tình làm lấy cái trái bị nứt gì luôn nè. Để mình chặt ra cho các bạn coi nha. Đây, cái trái này là không sữa. Còn cái trái này là có sữa. Thực ra hai trái dừa này nó cũng là trên một cây dừa thôi các bạn. Ồ, để mình hôm nay là mình muốn làm cái clip này để cho những người nào mà có ý định mà muốn mua cái dừa sữa giống về trồng á, thì các bạn nên xem xét lại. Tại vì cái trái dừa khi mà mình trồng á là cái thời gian nó không phải ngắn đâu các bạn, 3-4 năm nó mới cho trái đó. Nhiều người có cái ý đồ mà không tốt á, đã muốn làm ra cái tin gì để người ta bán dừa cho các bạn á, thì lúc đó thì tội nghiệp cho các bạn thôi. Mình ở miền Tây mình biết mà, có giờ đó giờ có là khi nào mà có dừa sữa là gì đâu. Rồi bây giờ để mình chặt trái đầu tiên nha. Trái này là trái không có sữa, còn trái này là có sữa. Mình chặt trái này trước đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ chặt cái trái dừa không sữa trước nha các bạn. Nè. Đó, trời ơi. Thấy chưa, trái dừa bình thường đó, đụng vô là nó bắn nước ra liền. Đây, gót ra. Đó các bạn thấy chưa, hoàn toàn không có miếng sữa nào nha các bạn. Rồi để bên đi. Tiếp theo mình sẽ chặt cái trái dừa có sữa, xem bên trong nó thế nào nha. Đó bạn thấy không, mình chặt vô tới trong luôn rồi đó, không có miếng nào xịt ra hết trơn á. Trời, cái dừa nó bị hư ở đâu rồi. À, lỗ bị con gì đó. Đây. Đó. Bạn thấy chưa? Thấy có sữa chưa các bạn? Đó. Bạn thấy chưa? Trái dừa hoàn toàn không có một vết nứt hay gì hết nha. Rồi không biết các bạn có để ý không á. Mấy cái clip mà của mấy cái người mà người ta nói là dừa sữa đó, thì hầu hết là người ta đều chọn cái trái dừa non hết, chứ không có chọn trái dừa già. Ở đây mình cũng làm trái dừa non. Thì mục đích là chọn cái trái dừa non này á, để cho cái phần ở trong trái dừa này á, nó mềm nha các bạn. Nó mềm. Nè, thấy không, nó non xèo nè, chưa có cái luôn. Nó mềm để làm chi? Để người ta có thể đút cái gì đó, ống tim hay gì đó vô, ta hút hết nước dừa ra, ta đổ sữa vô trong này. Đây, mình cũng làm theo cách đó thôi. Mình cũng rút nước dừa ra rồi mình lấy sữa tươi nè. Mình bơm ngược trái vô trong đây thôi. Đó. Thì cái clip này á, mình làm cho các bạn xem là cái trái dừa sữa đó. Thì theo cách mình làm là như vậy. Còn không biết các bạn suy nghĩ làm sao, nhưng mà mình có lời khuyên với các bạn á, khi các bạn mà có ý định là muốn mua dừa sữa về trồng á, thì các bạn nên cân nhắc cho kỹ nha, để tránh bị những người ta cố tình ta lừa gạt mình nghe các bạn. Rồi clip mình đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.